bác nghĩ ba mươi bự không bác? Chút nữa để bác đo lại dạ, nha. Dạ. Rồi ngực mình nhỏ thôi phải không? Dạ. À, con thử con nhỏ bằng vú luôn được không bác? Để chút nữa bác xem lại nha. Dạ. Rồi mình tính đi là đi, nếu mà thu nhỏ bằng vú. Hôm bữa bác có tư vấn rồi bác nói là bệnh nhân buộc phải đi đường vòng gì á? Nửa hoàng trên. À, thường là tư vấn là nửa hoàng trên là những cái ngực mà nó đã xệ rồi. Đúng. Hơi xệ thì ăn gian nó. Dạ. Còn nếu mà mình thu luôn cái hoàng luôn thì bác chỉ sợ là giai đoạn đầu á, mấy cái ngực mà mới đặt vô á, mình thu vô thì nó đẹp, nhưng mà do cái túi đặt vô nó căng, nó sẽ giãn ra, nó cũng không có hiệu quả lắm. Thì thường là ít khi nào bác thu luôn lắm, để thời gian sau nó ổn định, ví dụ như 6 tháng hay 1 năm gì đó, nó ổn định, lúc đó mình thu thì nó sẽ nhỏ, nó đẹp luôn. Chứ bây giờ bác lấy tiền rồi xong nó giãn lại cái nữa rồi nó không có đạt được cái gì hết. Thì mình làm cái mentor ít cha là 350 dạ. Thì cái đường kính nó bự hơn cái này chút xíu, khoảng 4 ly dạ. Mà nó độ cao nó hơi nhích một tí dạ. Nha. Dạ. Rồi bây giờ mình vô trong thì bác để dẹp.